Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn tiếp tục đến với chương trình giúp các bạn luyện thi TOEIC hiệu quả chỉ với 10 phút mỗi ngày. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với bức tranh số 6, bức tranh cuối cùng cho đề thi số 10 để giúp các bạn luyện kỹ năng làm đề phần 1 của đề thi TOEIC, mô tả tranh. Và các bạn hãy nhìn lên trên màn hình, khi đi thi các bạn sẽ gặp những bức tranh tương tự như thế này. Và sau đó các bạn sẽ được nghe kèm 4 đáp án A, B, C, D để mô tả về bức tranh. Nhiệm vụ của các bạn là phải nghe hiểu và chọn được câu mô tả đúng nhất về bức tranh và khoanh vào phiếu trả lời của mình. Và làm thế nào để làm phần này tốt nhất thì hãy thông qua bức tranh số 6 này để luyện kỹ năng làm đề nhé. Và các bạn hãy nhìn vào bức tranh này, đây là một bức tranh khá điển hình khi đi thi TOEIC. Và khi làm phần 1 thì các bạn hãy nhớ, thông thường sẽ không có mẹo ở phần 1. Người ta thường chỉ sẽ mô tả vào những điều rất là trực quan và dễ nhìn thấy trong bức tranh thôi. Nên là các bạn nhìn thấy trực quan điều gì thì thường người ta sẽ mô tả về điều đó. Và khi nhìn một bức tranh thì mình thường đưa ra những nhận định và dự đoán để xem là người ta có thể mô tả như thế nào. Để đến khi mà người ta nói đúng vào nhận định của mình thì mình sẽ khoanh ngay lập tức đáp án đó, giúp cho phần nghe trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Với bức tranh số 6 thì đập vào mắt đầu tiên của mình là có hai phần. Điều đầu tiên là mình nhìn thấy có mấy cái đồng hồ treo ở trên tường. Cái điều số 2 là mình nhìn thấy có mấy cái cây được đặt ở trên một cái tủ. Nên cái câu đầu tiên nó hiện lên trong đầu của mình là some clocks have been hung up on a wall. Một vài cái đồng hồ được treo ở trên tường. Các bạn chú ý nhé, cái đồng hồ là clock. Và đây nhiều cái nên mình dùng số nhiều là clocks. Và tối thì thường dùng là some clocks. Từ chỉ một vài là some. Tiếp theo, được treo. Mình sẽ thường dùng động từ hang. Nhưng mà được treo nên dùng ở dạng bị động là be hung up. Và trên tường, on a wall, cả câu là mình dự đoán thôi, bởi vì là cái câu này cũng xuất hiện khá là nhiều trong đề thi TOEIC, đó là some clocks have been hung up on a wall. Đây là câu có xác suất đúng khá là cao. Ngoài ra thì mình nhìn cái ở trong bức hình thì còn nhìn thấy một vài cái cây được đặt trên một cái tủ. Câu này cũng đã xuất hiện khá là nhiều trong đề thi TOEIC. Some plants have been placed on a cabinet. Đó là một vài cái cây, some plants được đặt để place, chuyển về dạng bị động be placed trên một cái tủ, on a cabinet. Thì câu này xuất hiện rất là phổ biến trong đề thi TOEIC và khả năng đúng cũng rất là cao, nên mình dự đoán như vậy. Tuy nhiên đáp án chính xác là họ sẽ mô tả về gì, điều gì thì với bức tranh như thế này các bạn cũng cần nghe được để có thể chọn được đáp án đúng. Nên bây giờ chúng ta cùng nghe lại cả bốn đáp án A, B, C, D để chọn ra đáp án đúng, đồng thời học thêm từ vựng và ngữ pháp nhé. A. A tall plant has been placed next to a cabinet. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là a tall plant has been placed next to a cabinet, là một cái cây cao đã được đặt ở cạnh một cái tủ. Thì đúng là trong bức tranh mình nhìn thấy có một cái cây nó cao hơn các cây còn lại và nó đang được đặt cạnh một cái tủ. Nên đây là đáp án đúng và nghe thấy câu này mình sẽ chọn luôn. Và chúng ta cùng học thêm từ vựng nhé. Đầu tiên một cái cây cao thì ở đây là a tall plant. Thông thường cái từ chỉ cái cây là plant, tính từ chỉ cao là tall, again, tall. Và cả cụm ở đây được dùng là a tall plant. Say it again, a tall plant. Tiếp theo, được đặt, được để thì động từ đặt để place được chuyển về dạng bị động là be placed. Các bạn chú ý nhé, dạng bị động được dùng nhiều trong đề thi TOEIC và động từ sẽ được chuyển về quá khứ phân thứ hai, place được chuyển thành placed. Và có động từ to be ở đằng trước. Và đây thì dùng hiện tại hoàn thành để mô tả trạng thái. Nên cả câu là a tall plant has been placed. Các bạn chú ý về mặt ngữ pháp. Cạnh một cái gì đó. Next to. Again. Next to. Một cái tủ. A cabinet. One more time. A cabinet. Và cả câu của chúng ta là a tall plant has been placed next to a cabinet. Và đây chính là đáp án đúng. Và các từ xuất hiện ở đây cũng rất là phổ biến nên các bạn hãy lấy giấy bút để ghi lại, đồng thời nói theo mình để ghi nhớ nhé. Say it again. A tall plant has been placed next to a cabinet. Very good. Và tiếp tục đáp án B. B. Several clocks are being removed from a wall. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là several clocks are being removed from a wall, là một vài cái đồng hồ đang được tháo ra khỏi tường. Tuy nhiên mình không thấy ai đang tháo đồng hồ cả nên đây là đáp án sai. Và hiển nhiên khi đi thi mà các bạn đã chọn đáp án A và đã nghe được A là chắc chắn đúng thì B, C, D sẽ sai. Và các bạn có thể có quyền chọn là không cần nghe các đáp án sau nữa để đầu mình được rảnh và thoải mái để chuẩn bị nghe câu tiếp theo.
Tuy vậy thì trong quá trình học thì mình vẫn sẽ phân tích cả đáp án đúng và đáp án chưa đúng. Bởi vì đáp án chưa đúng trong bài này lại có thể là một câu mô tả chính xác của một bức tranh trong đề thi khác. Vậy nên các bạn hãy học kỹ câu B này của mình nhé. Cụm từ đầu tiên xuất hiện trong câu B, một vài cái đồng hồ là several clocks. Từ chỉ đồng hồ treo tường đây là clock, được chuyển sang dạng số nhiều là clocks. Say it again, clocks. Và bình thường một vài thì người ta hay dùng some trong đề thi TOEIC, nhưng ngoài ra người ta thỉnh thoảng có thể dùng từ several. Say it again, several. Một vài cái đồng hồ trong bài dùng là several clocks. Again, several clocks. Tiếp theo, động từ chính được dùng ở đây là động từ tháo ra, gỡ ra, remove. Again, remove. Nhưng động từ này được dùng ở dạng bị động là be removed. Dạng bị động được dùng rất nhiều trong đề thi TOEIC. Động từ sẽ được chuyển về quá khứ phân từ 2, remove, thành removed. Và có động từ to be ở phía đằng trước. Và đây thì dùng ở thì hiện tại, tiếp diễn, dạng bị động. Nên là câu là several clocks are being removed. Các bạn chú ý về dạng ngữ pháp nhé. À, khỏi một cái bức tường, from a wall. Cái bức tường trong tiếng Anh là a wall. Và cả câu của chúng ta là several clocks are being removed from a wall. Câu này là một dạng ngữ pháp rất là điển hình khi đi thi, nên các bạn hãy nói lại để học cả từ vựng lẫn ngữ pháp cùng mình. Say it again. Several clocks are being removed from a wall. Very good. Và tiếp theo, đáp án C trong bài. C. Some cabinet doors have been left open. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là some cabinet doors have been left open. Là một vài cái cửa tủ đã được để mở. Tuy nhiên ở đây thì mình thấy tất cả các cửa tủ đều đang được đóng vào chứ không để mở. Nên đây là đáp án sai của sẽ loại. Và chúng ta cùng học thêm từ vựng mới ở đây. Cụm từ đầu tiên, một vài cái cửa tủ. Some cabinet doors. Danh từ chỉ cái cửa trong tiếng Anh là door. Ở đây được dùng dạng số nhiều là doors. Again, doors. Và cái tủ mà nó có nhiều ngăn thường người ta dùng để đựng đồ hoặc đựng tài liệu trong tiếng Anh. Và nhất là trong TOEIC dùng rất là nhiều đó là cabinet. Again, cabinet. Và cả cụm đây được dùng là some cabinet doors, là một vài cái cửa tủ. Mình cùng nói lại là some cabinet doors. Và mấy người ta có mô tả là một vài cái cánh tủ này thì được để mở. Thì thông thường để một cái gì đấy ở trạng thái nào mình có thể dùng động từ leave. Nhưng ở đây là dạng bị động được để mở nên nó dùng là be left. Động từ leave được chuyển về dạng quá khứ phân từ 2 là left. Và có động từ to be ở phía đằng trước để dùng làm dạng bị động, các bạn chú ý nhé. Nên cả câu là some cabinet doors have been left open. Các bạn chú ý để mở, mở là open. Say it again, open. Và cả câu được dùng rất là nhiều, các bạn phải chú ý. Đây là một trong những câu dùng nhiều kinh điển trong TOEIC luôn, nên hãy ghi nhớ. Say it again, some cabinet doors have been left open. Very good. Và cuối cùng, đáp án D. D. Some plants are being watered. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là some plants are being watered, là một vài cái cây đang được tưới nước. Nhưng mình đang không thấy ai tưới nước ở đây cả, nên đây là đáp án sai. Và chúng ta chỉ học từ vựng và ngữ pháp ở đây thôi. Đầu tiên, một vài cái cây nó dùng là some plants. Again, some plants. Thì chỉ cái cây là plant, được chuyển sang dạng số nhiều là plants. Và cả cụm được dùng trong bài là some plants, một vài cái cây đã được tưới nước. Thì động từ tưới nước thông thường được dùng trong văn hóa hàng ngày cũng như rất là nhiều trong TOEIC, đó là động từ water. Từ này danh từ là danh từ chỉ nước, nhưng động từ thì có nghĩa là tưới nước, các bạn nhớ nhé. Say it again, water. Và thông thường có hai cách phát âm. Cách phát âm của anh sẽ là water, nhưng cách phát âm của anh Mỹ có thể lướt âm T ở giữa nghe na ná âm D là water, water. Và ở đây thì nó được tưới nước nên được dùng thành dạng bị động là be watered. Water được chuyển thành quá khứ phân từ 2, watered. Và có động từ to be đằng trước, be watered, là được tưới nước. Và ở đây thì được dùng ở dạng tiếp diễn, dạng bị động ở thì hiện tại tiếp diễn. Nên cả câu là some plants are being watered. Say it again, some plants are being watered. Very good. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. A tall plant has been placed next to a cabinet. B. Several clocks are being removed from a wall. C. Some cabinet doors have been left open. D. Some plants are being watered.
Và vừa rồi thì các bạn đã cùng mình học phân tích bức tranh số 6, cũng là bức tranh cuối cùng trong đề thi số 10. Và chắc hẳn là khả năng nghe của các bạn đã trở nên hiệu quả và tốt hơn rất là nhiều rồi. Và khi hệ ôn thi TOEIC hay là bất kỳ chương trình nào thì các bạn hãy nhớ là mình hãy ôn thật kỹ và học đến đâu tìm cách là ngấm luôn đến đó bằng cách vừa nghe, vừa nói theo và vừa ghi chép. Và đừng quên là toàn bộ tài liệu kèm theo bài giảng này mình đã gắn phía dưới để các bạn tiện lấy làm tài liệu ôn tập rồi. Khi xem chương trình này mà thấy hay hiệu quả thì các bạn hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh cũng như ấn nút quả chuông để nhận thêm thông báo về những bài giảng mới nhất của mình. Và đừng quên nếu thấy hay thì hãy chia sẻ thêm cho bạn bè của mình để cùng học nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo. Goodbye, see you next time.